Xin chào các bạn đến với quay trở chả sao mình lại làm thế luôn. Xin chào các bạn đã đến và quay trở lại với TNC Channel. Ok, với những anh em chơi PC, mình nói ở đây là chơi PC nhá, chứ không phải là kiểu như là chơi game trên PC, mà đây là chơi PC. Tức là sao? Kiểu như anh em chơi cá cảnh, anh em chơi bonsai, chơi cây cảnh, thì ngoài cái việc là cái con cá ấy, nó đắt ở một phần vì nó là cái giống cá đấy nó thế, nhưng mà một phần vì nó đẹp. Cái cây bonsai nó đắt, cái cây thì nó không đắt, nhưng nó đẹp thì nó đắt. Chơi PC cũng vậy, đẹp, đắt. Càng đẹp thì càng đắt. Nhưng thế nào là đẹp, mà đắt thế nào là đắt? Chúng ta sẽ đến với những sản phẩm ngày hôm nay nhá. Intro cái nhở. Để mở đầu video này thì anh em sẽ cùng mình lạm bàn một chút thế nào là PC đẹp. Đẹp là có nhiều linh kiện khủng không? Có thể. Đôi khi không cần linh kiện khủng, không cần linh kiện đắt tiền, nó vẫn đẹp. Đẹp nó là cái phạm trù mang tính gọi là rất là trừu tượng. Có thể với người này là đẹp, nhưng có thể với người kia lại là không đẹp. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là đồ đắt tiền thường đẹp. Anh em công nhận với mình không? Anh em phải công nhận với mình cái này. Cái đấy là điều chắc chắn. Vậy thì những cái thứ gì làm đẹp cho PC? Ok, có thể vỏ cây đẹp rồi, đẹp đấy. Anh em mua lắp thêm fan, thêm led RGB đẹp, ok, đẹp đấy. Còn một linh kiện nữa cũng mang lại vẻ đẹp cho dàn PC của anh em bên cạnh những thứ kia, đó là hệ thống tản nhiệt. Đúng rồi, hệ thống tản nhiệt thì hiện nay chúng ta có rất nhiều từ tản nước custom. Anh em thấy đẹp không? Có thể có người đẹp, có thể có người thấy không, nhưng mà đẹp hay không còn tùy vào cái người thi công nữa. Nhưng với tản all-in-one, nó sẽ luôn mang lại cho anh em một cái cảm giác high-tech, công nghệ. Tại sao? Bởi vì bây giờ mình thấy là các nhà sản xuất tản nước all-in-one hay bê rất nhiều thứ lên cái block, đó chính là cái màn hình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với hai sản phẩm tản nước all-in-one đến từ MSI có sở hữu màn hình ở trên block. Đó chính là hai bộ tản nước MSI MEG Core Liquid S280 và MEG Core Liquid S360 ở đây. Ngay từ cái tên thôi anh em đã thấy là kích thước của nó như thế nào, đúng không? 280 có nghĩa là chúng ta sẽ có hai quạt, kích thước là 140, và đây là 360 là ba quạt 120. Bây giờ anh em hãy cùng mình đập hộp nhé. Và theo những gì mình được biết ở thời điểm mình quay video này thì mình có vẻ như là người đầu tiên được đập hộp những sản phẩm này tại Việt Nam, bởi vì là hầu như mình chưa thấy thông tin nào khác cả. Mọi thứ nguyên siêu nguyên bọc luôn này. Ok, anh em hãy cùng mình đập hộp chiếc tản này trước nhé. Và trong video này mình cũng nói luôn là có lẽ là mình sẽ chỉ kịp đập hộp thôi, còn nếu như mà muốn test hiệu năng của những chiếc tản này chắc là phải video khác đấy, bởi vì là hai con tản này nó có quá nhiều thứ để nói rồi, và video nó cũng sẽ rất là dài rồi. Chúng ta sẽ đến với tản 280 trước. 280 được đóng hộp, anh em thấy đây, đấy, hình ảnh của bộ sản phẩm đằng trước, một màu đen với màu vàng trông rất là sang, đúng không? Và hình ảnh bộ tản đây, có thể nhìn vào hình này anh em chưa hình dung được gì nhiều, cho nên chúng ta sẽ phải đến với sản phẩm bên trong. Rồi. Và đây là những gì anh em nhìn thấy ngay đầu tiên khi mà mở hộp ra. Chúng ta sẽ có quạt. Quạt size 140 thì to thôi rồi. Đây, mình sẽ bóc ra cho anh em xem. Quạt 140 nó là như thế này, và nó vuông thành sắc cạnh, vuông chặn chặn luôn. Tại sao lại vuông như này? Lắp lên PC thì có thể là trông sẽ xấu đấy, nhưng đây là quạt cho cái radiator, cho cái dàn nước của một bộ tản nước, cho nên là cái việc vuông thành sắc cạnh này nó lại hợp lý. Tại sao khi mà nó đóng lên cái tản nước của anh em trông nó sẽ rất là liền mạch và nguyên khối. Chứ bây giờ ví dụ như là cái tản này, cái quạt này của anh em chỗ này nó vát vát cong cong nhỉ, khi mà lắp lên block trông nó cứ lồi lồi lõm lõm, trông không đẹp lắm, đúng không? Đây là cái két nước của anh em. Đó, đây là cái rat. Và khi lắp quạt lên trông nó sẽ kiểu này, anh em thấy không? Đấy, bắt đầu mọi thứ nó vào vuông vức, nó vào form, trông nó rất là nguyên khối. Đấy, mình gá gá tạm tạm lên cho anh em hình dung. Thấy không? Một cục luôn. Và nếu như mà anh em để ý thì những cái bộ tản nước all-in-one cũ hơn của MSI ấy, thì sẽ có cái bơm được tích hợp ở trong cái radiator này. Tuy nhiên thì cái việc đấy nó sẽ gây ra một vấn đề nhỏ, đấy là cái tiết diện làm mát của cái dàn nước này nó sẽ bị giảm đi, bởi vì đã để dành một phần cho cái bơm rồi. Và thêm nữa là bản thân cái bơm khi hoạt động nó cũng phát nhiệt nữa, cho nên là khả năng làm mát của nó sẽ bị giảm đi. Và cái quạt này anh em ạ, nó sẽ có tốc độ quay của nó là 1800. Đấy là của cái quạt 140 này nhá, là 1800 RPM.
Và cái điều mà MSI họ muốn nhấn mạnh cho sản phẩm này đó là cái sự yên lặng. Rất là yên lặng. Và đây là cái block của chúng ta. To vãi trường. Thế. Ui. Anh em đã thấy kích thước của nó chưa? Nó rất to. Tại vì sao? Một phần vì bản thân cái block này nó to để nó có thể tích hợp nhiều thứ trong này hơn. Nhưng một phần nữa lớn hơn là ở bên trong này, anh em thấy không? Ngoài cái màn hình ở đây ra, đây là màn hình IPS LCD anh em ạ. Anh em có thể có được góc nhìn lên tới 178 độ giống như là màn hình gaming của anh em vậy, màn hình PC của anh em vậy. Đấy, và cái màn hình này nó sẽ có kích thước là 2,4 inch. Cực to. Và với cái màn hình này anh em sẽ hiển thị được rất nhiều thứ trên đó, từ những cái thông số về nhiệt độ rồi thì hiệu suất hoạt động của dàn PC cho tới những cái thứ khác, ví dụ như là anh em hiện tên anh em này, anh em chèn ảnh hay là chèn ảnh động GIF, hoặc là anh em chèn cả video MP4 vào đây cũng được. Và cái màn hình này nó hiển thị cực kỳ là mượt, không có độ giật luôn. Cái này thì lúc nào mình cắm lên mình sẽ demo cho anh em xem. Đấy, và nó sẽ được ốp bảo vệ bằng cái này. Và chưa hết đâu nhá, anh em đừng nhìn cái màn hình này thấy nó dày nó to mà chê là cái block này nó dở. Bởi vì là bên trong block này, anh em nhìn vào đây, anh em sẽ thấy có một cái quạt nữa. Anh em thấy không? Đây là cái phần màn hình này, đây là cái quạt này, và cái bơm nó ở dưới này. Cái quạt, có một cái quạt ở đây. Tại sao phải có cái quạt đây? Làm mát cho block á, làm mát cho bơm á. Không, nếu anh em để ý kỹ nhá, là cái bơm này này, anh em thấy là nó sẽ có cái độ vát chéo chéo này. Đấy, nó sẽ có cái độ nghiêng chéo chéo ở phần cái bơm này. Để làm gì? Để khi mà quạt thổi vào, gió nó sẽ được điều hướng sang hai bên ra xung quanh. Và ở trên cái khối này này, anh em thấy không? Khi mà ốp vào, nó cũng có lưới ở xung quanh này. Cái lưới ở đây này, lưới ở cái phần trên này của nó để làm gì? Để nó hút gió vào. Và gió nó sẽ được thổi xuống phía dưới này ra xung quanh. Đó, à đây, đó, đấy anh em thấy không? Khi mà gió thổi ra ngoài, nó sẽ ra cái chỗ này. Vậy thì cái gió thổi ra này để làm gì? Để làm mát cho VRM. Đúng rồi, nếu như mà anh em sử dụng tản khí cho CPU ấy, thì cái luồng gió từ tản khí nó sẽ kết hợp cùng với cả cái gió ở bên trong vỏ cây của anh em. Cái airflow ở bên trong nó sẽ làm mát cho VRM. Nhưng với những hệ thống tản nước ấy, thì chúng ta chỉ có duy nhất một cái block gắn ở trên CPU thôi, và không có gió vào đấy. Và gió ở bên trong vỏ cây nó sẽ bị khuất và nó sẽ khó có thể làm mát tốt được cho VRM. Và chiếc tản này chúng ta có một cái quạt riêng để làm mát cho VRM. Tuyệt vời. Ok, một điều nữa mình thấy không được ok lắm, đấy là chúng ta hơi nhiều dây. Ở đây mình đếm sơ sơ có 1, 2, 3, 4, 5 cộng dây từ đây ra. Cho nên là sẽ khiến cho việc mà anh em kiểu build một cái chiếc PC sau đi dây gọn gàng nó sẽ hơi vất vả một chút. Nhưng mà không sao cả, những cộng dây này chúng ta sẽ có gì đây? Đầu tiên là một đầu SATA 3, đầu nguồn SATA 3 để anh em cấp nguồn cho block nước, cho màn hình, cho tất cả những thứ ở đây. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có gì? Có một đầu dây USB header. Đấy, USB 2.0 header để anh em cắm vào cái header ở trên main ấy, để có thể điều khiển được cái màn hình hiển thị những cái gì ở trên đấy. Ngoài ra anh em sẽ có thêm một cái đầu này. Cái đầu này thì là để cắm vào CPU fan hoặc là vào cái pump fan ở trên main để điều khiển được cái này. Nhưng mà mình khuyên là anh em nên cắm vào CPU fan, và MSI họ cũng nốt sẵn ở đây là chúng ta nên cắm vào CPU fan để làm gì? Để nó sẽ nhận cái tín hiệu điều tốc từ CPU fan và điều khiển cho quạt làm mát ở radiator. Bởi vì là hai cái quạt này này, đấy, nó không có RGB, chúng ta không RGB đây, đen hoàn toàn. Và nó hai cái quạt này nó sẽ được nối thẳng vào một cái đầu dây còn lại ở đây. Đó. Cái đầu dây đây. Cái đầu này anh em cắm fan làm mát của radiator vào đây và nó sẽ điều khiển tốc độ qua đấy. Còn cái bơm ấy, cái bơm thì đã được lấy nguồn từ đây rồi. Và cái bơm, cái hoạt động cái bơm, tốc độ của cái bơm nó cũng sẽ được điều chỉnh theo cái phần mềm, được điều khiển qua cái USB. Đấy, đấy là toàn bộ những cái dây ở đây và tác dụng của nó để làm gì là thì là như vậy. Để anh em đỡ thắc mắc là ui nhiều dây thế này thì có cần thiết phải cắm hết không? Theo cá nhân mình là anh em có thể không cắm hết được, nó vẫn chạy. Nhưng ít nhất anh em hãy cắm được cái SATA 3 và cái CPU fan. Đấy. Còn anh em muốn hiển thị màu sắc, hiển thị màn hình thì anh em phải cắm đấy. Ngoài ra thì trong này anh em sẽ còn cái gì nữa nhỉ? Đây, anh em sẽ có gông để gắn lên mainboard. Ở đây thì anh em sẽ có socket Intel 1700. Anh em biết Intel 1700 cho CPU Intel thế hệ mới nhất đúng không?
chuẩn bị ra mắt là thế hệ 12, sử dụng socket Intel LGA1700. Và ngoài ra anh em sẽ có cả AM4. Đấy. Còn những cái TR4 không biết là mình không biết là lắp được không nhỉ? Hình như là không. Tại vì cái gông ở đây mình thấy là nó không có tối ưu cho đấy. Cho nên cũng có thể sẽ coi là một cái hạn chế nhỏ. Khi mà anh em bỏ rất nhiều tiền ra mua một cái bộ tản nước nhưng mà lại không gắn được cho những cái hệ thống nó cao hơn. Nhưng mà mình tin chắc là nếu như mà anh em sử dụng đến LGA TR4 hay là các thứ mà nó to hơn ấy, thì mình nghĩ là anh em sẽ cần những cái giải pháp tản nhiệt nó tối ưu hơn là chiếc này. Và cuối cùng dĩ nhiên rồi, anh em sẽ có sách nữa. Và đó là con 280S280. Vậy thì con 360 này nó sẽ có gì? Nào, anh em lại cùng mình đập hộp ra nhé. Đây, mình đập hộp ngang như thế này cho anh em xem luôn. Đó, mở ra anh em sẽ có đúng những thứ như thế này. Có giấy này, có sách này, và bộ tản nhiệt của anh em ở đây. Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ có 3 cái fan. Và fan này là fan 120 bình thường thôi. Và thiết kế của cái fan 120 này trông nó cũng giống y hệt con fan 140 vừa nãy, tức là rất vuông thành sắc cạnh. Và tốc độ quay của con fan 120 này nó sẽ cao hơn tốc độ quay của con 140 một chút. Đấy. Tại sao? Dĩ nhiên rồi, bởi vì là cái đường kính nó nhỏ hơn mà. Nhưng mà anh em để ý nhá, là cái motor ở giữa này nó rất to. Mình cũng chưa rõ là nhà sản xuất nào sản xuất cái quạt này cho MSI, nhưng mà theo cái tâm motor này thì trông có vẻ như là Noctua thường mình thấy cốt motor rất là to. Are you sure about that? Khả năng là vậy, nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, mà MSI họ định hướng vào cái những chiếc motor này, đó chính là những cái fan này, nó chính là cái sự êm ái khi vận hành, low noise, tiếng ồn nhỏ nhất có thể. Và cái công nghệ đấy MSI gọi là gì? Silent Gale à? MSI MEG Silent Gale, GALE P12. Thì cái quạt đấy nó sẽ chú trọng vào cái độ ồn thấp nhất có thể, mà trong khi đó thì vẫn tối ưu được cái airflow cho cái rát tản nhiệt. Và đây là cái block. Về block của con 360 này thì anh em có thể thấy là nó không khác gì block của con 280 đây. Chúng ta cũng sẽ có một cái khối ốp bên ngoài này rất to như thế này. Sẽ có một cái màn hình 2.4 inch ở giữa. Đó. Đấy, một màn hình 2.4 inch. Và cũng có cái quạt tản nhiệt cho VRM ở đây. Đấy. Và cái quạt này nó cũng sẽ thổi xuống cái bơm. Và cái bơm này nó cũng sẽ tản ra xung quanh. Và cuối cùng là cái rát tản nhiệt của anh em. Uầy, đúng rát 360 khác, dài ngoằng. Về các dây kết nối ở trên cái block của con 360 này cũng có một chút sự khác biệt so với con 280 nhé. Với con 280 thì anh em như vừa nãy mình có show cho anh em ấy, là cái đầu ra fan thì chúng ta sẽ chỉ có hai cái đầu để ra cái fan thôi. Chỉ có hai cái đầu ra fan, hai đầu ra quạt này thôi. Thì với con 360 chúng ta sẽ có tới 3 cái đầu ra. Đấy, anh em thấy không? Một cái dây fan được chia ra làm 3. Đấy, nó sẽ chia cho 3 cái quạt tản nhiệt ở trên rát. Nó sẽ làm mát cho cái rát đấy. Và dĩ nhiên rồi, để điều tốc được 3 quạt đấy thì anh em hãy cặp cái CPU fan này lên trên mainboard. Còn lại thì cũng y thôi, chúng ta cũng có một đầu nguồn SATA và một đầu USB 2.0 để cắm thẳng lên trên mainboard. Cuối cùng là bộ gông. Cũng tương tự như vậy, chúng ta có gông cho AM4 và socket Intel LGA1700. Rất là bắt kịp thời đại. Mặc dù là 1700 nhưng mà mình tin chắc là nếu như anh em muốn gắn lên cái socket đời cũ hơn thì vẫn được thôi. Bởi vì Intel làm gông nói chung là mình thấy khá là ổn trong cái việc là chúng ta phải đổi tản nhiều. Và vừa rồi là mình đã đập hộp cũng như là chia sẻ sơ qua với anh em về những gì anh em sẽ nhận được khi mà bỏ tiền ra để mua một trong hai chiếc quạt tản nhiệt này. Một trong hai hệ thống tản nhiệt nước all-in-one này. Vậy thì anh em sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Với con Core Liquid S280 này, hiện tại theo mình được biết, thông tin mình được biết thời điểm này, nó được niêm yết mức giá khoảng 7.500.000. Đó. Còn con Core Liquid S360 này sẽ có mức giá cao hơn 1.000.000, nó là khoảng 8.500.000, khoảng 8.500.000. Vậy thì cái sự khác nhau của hai cái bộ tản nhiệt này là gì? Ngoài cái việc kích thước ra nhá, thì anh em sẽ thấy là hai cái block này là y hệt nhau rồi này. Hai cái màn hình y hệt nhau rồi này. Quạt tản nhiệt cho VRM là y hệt nhau nhé. Và cái block này cũng được cooled by Acetec. Đấy, thì cái bơm này là, đây là một nhà sản xuất chuyên sản xuất bơm cho rất nhiều những hãng tản nhiệt nước khác nhau, và đều là những hãng sừng sỏ cả.
Cho nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của những cái blog này. Và cái tuổi thọ của cái blog này ấy, thì theo như MSI họ công bố là lên tới 50.000 giờ. 50.000 giờ nhá anh em. Anh em thử chia giúp mình xem là 50.000 giờ anh em sẽ dùng được bao nhiêu năm, chạy liên tục 50.000 giờ thì anh em sẽ được bao nhiêu năm. Và đâu phải ai cũng dùng máy tính liên tục 24/7 đúng không? Đó. Và cái đặc điểm chung rất dễ nhận biết của những chiếc bơm đến từ cái nhà sản xuất là Asetek này, đấy là cái gông của nó. Đó, nó là dạng như thế này. Và cái gông này nó sẽ giúp cho anh em một lợi thế rất là lớn, đấy là anh em có thể đặt cái block này theo bất kỳ hướng nào anh em muốn. Ví dụ như là đây nhá. Ví dụ anh em muốn cái màn hình nó đặt như thế này nhá. Thì đây, anh em thấy gông nó đang ngang này đúng không? Nhưng mà anh em không thích, anh em muốn nó nghiêng đi góc bao nhiêu độ đấy. Đấy, anh em đặt ra lấy vào xong em siết vào. Đấy, thì nó lại thành chéo như này trong khi gông nó vẫn ngang này. Cho nên là cái nó sẽ mang lại một cái lợi ích, đấy là anh em có thể custom cho cái hệ thống tản nhiệt của mình trông nó kỳ dị hơn, trông nó lạ lùng hơn. Nhưng mà đó là về cái block tản nhiệt nhá. Ngoài ra, cái điểm khác nhau giữa những cái bộ tản này nó còn nằm ở cái quạt nữa. Vậy thì khác nhau ở cái quạt như thế nào? Đây, như anh em có thể thấy là quạt mình vẫn chưa, hiện tại thì mình vẫn chưa nắm được thông tin là cái quạt này do bên nào sản xuất. Nhưng mà anh em hãy nhìn đây. Đầu tiên là về kích thước. Vậy thì quạt 140 và quạt 120 nó sẽ khác nhau như nào? Ừ, khác nhau về kích thước quạt rồi, cái đấy là dĩ nhiên. Khác nhau về cả tốc độ nữa. Như vừa nãy mình chia sẻ thì con này có RPM rơi vào khoảng 1800 RPM, 1800 vòng 1 phút ấy. Còn con 120 này thì nó sẽ có tốc độ lên tới là 2000 RPM. Tại sao? Nếu như mà chỉ nói về cái tốc độ quay của quạt nhá, thì nó không phải là một tốc độ quá cao. Bởi vì là có những quạt đến từ Noctua chẳng hạn, nó lên tới 2000 mấy, thậm chí là hơn 3000. Nhưng mà đổi lại là cái độ ổn. Độ ồn của nó thì cũng phải nói là vãi chưởng đấy, anh em nghe cũng đau tai đấy. Nhưng mà MSI họ đang hướng tới cái vấn đề đó là độ ồn cực thấp. Và theo như thông tin mà họ in ngay trên vỏ hộp đây này, thì con 140 này này, nó sẽ mang lại cho anh em cái độ ồn fan noise level rơi vào khoảng 24,9 decibel, 24,9 dBA. Còn cái con 120 này, độ ồn của nó là 22,7 dBA ở cái tốc độ vòng tua cao nhất. Thì với những cái thông số như vậy thì mình thấy là có vẻ là êm đấy. Nhưng mà thực tế như nào thì chắc là chúng ta phải cắm lên và nghe thử mới biết được. Ngoài ra còn cái một sự khác biệt nữa ở hai con quạt này, đấy là cái air pressure, tức là cái áp lực không khí mà nó bơm được ấy. Anh em thấy không? Là cánh của con này có tiết diện từ cái trục motor này, từ phần rìa của trục motor ra đến phần rìa này nó sẽ nhỏ hơn, và bên này thì nó sẽ lớn hơn. Và cánh, tiết diện cánh của con này nó cũng sẽ lớn hơn. Vậy thì cái sự khác biệt giữa cái áp lực gió mà hai con này bơm sẽ như thế nào? Cái này thì trên hộp nó có hết, mình chỉ đọc ra thôi. Áp lực gió của con 140 tạo ra nó là 82,27 CFM, một cái đơn vị mà mình nghe cũng khá là lạ. Còn áp lực gió của con 120 này nó là 56,2 CFM. Bây giờ mình sẽ làm một phép tính nhanh. Và bây giờ thì mình sẽ thử làm một phép tính nhanh, đấy là xem hai con quạt 140 này so với cả ba con quạt 120 này thì cái tổng áp lực gió đi qua cái rát tản nhiệt của anh em sẽ là như thế nào, chênh lệch có nhiều hay không. Với hai chiếc quạt 140 có áp lực là 82,27 nhân 2 lên thì mình sẽ có là 164,54. Còn với ba chiếc quạt 120 với áp lực là 56,2, chúng ta có áp lực là 168,6. Như thế có nghĩa là sao? Có nghĩa là dù là 360 hay là 280 thì anh em vẫn sẽ có cái lượng không khí được bơm qua cái rát tản nhiệt nó là khá tương đồng với nhau. Vậy thì chúng ta sẽ tính đến một cái yếu tố nữa, đấy là tiết diện của cái rát tản nhiệt này. Với tiết diện của con 360 này, đó là 360 nhân với 12 thì chúng ta sẽ có là 432 cm², đấy là diện tích bề mặt của cái rát tản nhiệt này. Còn với 280 là 280 nhân với cả 14 thì là 392. Như vậy là anh em thấy là độ chênh lệch cũng không nhiều. Vậy thì tại sao mình phải tính đến hai cái con số đấy để anh em biết là chúng ta nên chọn cái nào, đúng không? Vậy thì với những thông số vừa rồi thì mình sẽ cảm thấy là con 280 này nó khá suýt soát so với con 360. Vậy thì anh em chọn cái nào? Nếu như mà anh em sử dụng những hệ thống PC với Ryzen 7, Ryzen 9 hoặc là CPU Intel Core i9 chẳng hạn, thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cả hai cái này đều được.
Chẳng qua là cái con 280 này nó sẽ có tiết diện làm mát thấp hơn một chút, áp lực gió thấp hơn một chút. Còn nếu anh em cần một cái áp lực tốt hơn, tiết diện tốt hơn thì anh em hãy chọn con 360. Đấy, đơn giản thì là như vậy. Và yếu tố cuối cùng còn lại để anh em quyết định xem là nên chọn con nào ấy, thì nó phụ thuộc vào cái vỏ cây của anh em có lắp vừa hay không. Nếu như vỏ cây của anh em không lắp vừa quạt 140 ấy, thì anh em nên chọn con này. Đấy. Còn nếu như mà anh em không đủ cao để lắp được cái tản, có cái rát tản nhiệt 360 cao như này, lắp ở trước không được, lắp trên không được, thì anh em chọn sang cái này, thế thôi. Còn lại thì cả hai bộ tản nhiệt này đều mang lại khả năng tản nhiệt tốt cho những cái hệ thống PC với CPU đỉnh cao hiện nay. Đó là điều mình dám chắc với anh em là như vậy. Còn chắc cỡ nào ấy, thì chúng ta phải test mới biết được. Đó là những cái thông tin rất là cơ bản mà mình muốn chia sẻ với anh em về hai bộ tản nhiệt rất là mới đến từ MSI, đó là MSI MEG Core Liquid S280 và S360. Liệu rằng với mức giá là 7 triệu rưỡi và 8 triệu rưỡi thì anh em có muốn trang bị cho dàn PC của mình hay không? Hiện tại thì mình cũng chưa build một cấu hình nào sử dụng hai chiếc tản này, cho nên mình cũng chưa thể show cho anh em là thực sự nó đẹp đến cỡ nào. Nhưng mà với những hình ảnh mà anh em có thể tìm thấy ở trên mạng hoặc là trên trang chủ của MSI ấy, thì mình tin chắc là nó sẽ rất phù hợp với những cái dàn PC mang cái phong cách nó là không quá nhiều RGB, màu đen huyền bí và chúng ta có một cái màn hình rất ấn tượng và kích thước lớn mang tính cá nhân hóa ở bên trong. Còn lại thì sự quyết định làm đẹp của PC của anh em nó vẫn là của anh em. Và anh em thích RGB hay là không thích RGB? Hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ như mọi khi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!